Rằng là xả ngã xả pháp là thành Phật. Đại chúng để ý, rất đại chúng mà cũng là nhắc cho chính mình, tôi cũng nhắc cho tôi nữa. Khi nào mà chúng ta quên cái chấp niệm, mà cái ý niệm chấp ngã và chấp pháp mà nó nặng, nó nổi lên, là chúng ta bị khổ ngay lập tức. Khổ ngay lập tức, hoặc là khổ vì ý niệm tham, hoặc là khổ vì sân, hoặc là khổ vì si. Nếu ta thất niệm, mất đi cái tánh niệm, mà để cho cái ý niệm chấp ngã chấp pháp nổi lên là ta bị khổ, bị tan độc, bị ngũ cái thập tiền nó tác động, nó hoành hành ta ngay tức khắc. Do vậy tôi nhắc cái đại chúng là cái tánh niệm rất là cần. Bài này đã được xả ngã xả pháp là thành Phật. Sống tứ đại mạc bả tốc, tịch diệt cánh tu tùy ẩm tác, chi lãnh vô thường nhất thiết phân, tất thị Như Lai đại viên giác. Dịch là thân tứ đại đừng sân tâm chấp tâm. Tất nhiên là chúng ta ai cũng có thân tứ đại, ta phải dùng nó. Ta dùng nó chứ ta không thể bỏ nó được. Ta không thể tự hủy hoại nó được. Nhưng mà đều không được chấp tâm. Đúng như người đi thuyền, đi bè để qua sông đó mà. Cần qua sông thì phải quý cái thuyền, phải quý cái bè. Nhưng mà quý bè là cốt để qua sông. Quý cái thuyền là cốt để qua sông. Chứ mà quý cái thuyền, quý cái bè mà không phải là nhằm mục đích để qua sông, mà là quý để mà làm cái bậc quý. Thế thì là mình lỗ lã thiệt thòi hoàn toàn. Mỗi má để qua sông, mà qua sông là phải lên bờ chứ. Chứ gọi là qua sông mà không chịu lên bờ là còn đam mê cái bè, cái thuyền. Thì cái nguyện vọng, cái mục đích mình qua sông đó, mình có được cái gì đâu. À, do vậy cho nên là thân này, thân tứ đại này, nói rộng hơn, theo Kinh Lăng Nghiêm là thất đại này, mình cũng phải phản bội nó, và cùng mình cũng phải hành hạ nó, và tự quỷ nhiệt nó. Không cần làm cái chuyện đó để làm gì, mà vẫn phải vào nó. Nhưng mà có cái là đừng sanh tâm chấp tâm. Mắt nắm được cái là đam mê nhiễm ái gì đó, quay trở về cái thể tánh lặng của chính mình. Đấy, cái này là giáo lý tế phần thuộc của đạo Phật mới có được cái ý này. Ta hàng ngày sống với mình giận phương sợ yêu ghét muốn, gọi là thất tịch. Hằng ngày ta bị tham sân si mạng nghi phân kiến biên kiến tà kiến thủ với cánh thủ, đại chung là kiến tư hoặc, thì sai lầm về thấy biết, về tư duy. Đó là nguyên nhân đau khổ, nguyên nhân của cái sự luân hồi trong sáu nẻo là kiến hoặc và tư hoặc. Vậy mà giáo lý đại thừa của đạo Phật ta biết là ngoài cái kiến tư vật mà mình sống với thất đại, thất tình lục dục mà mình sống đó, mình còn có cái thể vắng lặng của mình. Giống như là nước biển ngoài Vũng Tàu, ngoài Mũi Né, ngoài Long Hải, ào ạt lô nhô, kể cả áp thấp nhiệt đới, kể cả bão. Nhưng mà nếu mà sâu xuống như 20 phút ở dưới đáy biển rồi á, thì cái nước biển nó không có ào ạt vậy đâu. Sau như cái tâm cứ trở xuống nữa, thì nó biển chỉ có cái luồng đi của nó là đi về hướng nào thôi, chứ còn không bao giờ có cái sự ảo ạt lên nhau. Mà còn cái ảo ạt lên nhau đó là hiện tượng là sống, là mòi, là bong bóng, là bọt, chứ không phải là nước biển như vậy. Mà nước biển sự thật là một luồng hải lưu nào nó đi ra từ nó mà hoàn toàn không cái động đậy. Cái đó mới thật là nước biển, nước của biển. Đây là cái thể của nước biển. Thể của nước biển là quang vàng, tâm lặng, và đi theo cái nguồn của hải lưu, của dòng chảy của nó, không hề có cửa quậy trao đảo ô ạt lô nhô gì hết. Còn cái mà ô ạt lô nhô là hiện tượng diêm sanh của nước biển này, chứ không phải là nước biển là vậy. Chúng ta cũng vậy, chúng ta sống với tam độc, với tư đạo, với thức tình, với lục dục, với kiến hoạt, với tư hoạt, với phổ đế, với tập đế. Tập này đủ
đầy nhảy những thứ nguyên nhân khổ sở như vậy. Nhưng mà tâm ta không phải là cái đó. Ta quay về với cái thể vắng lặng của chính mình. Cái đó thì mình nghĩ gọi là thường trú chân tâm, gọi là thể tánh tịnh minh. Kinh Pháp Hoa gọi đó là Phật tánh, Kinh Niết Bàn gọi là Phật tánh, Kinh Pháp Hoa gọi là tri kiến Phật, Kinh Viên Giác thì gọi là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. Đó là cái thể vắng lặng của chính mình là cái đó. Cái đó giống như là cái thể vắng lặng của nước biển dưới 100 feet, hoàn toàn an ổn chứ không phải là lôi nhô ào ạt như mình thấy ở trên mặt nước. Hãy quay về với cái đó, để vào cái đó đó. Hãy quay về với cái thể vắng lặng của chính mình. Đó thì ăn khát uống ngại nguồn vui, vậy là ngã thể bến nuôi từ đời còn chi thật. Đó là ăn khát uống theo thiền gia thì đó là ăn khát uống, không có chuyện gì ngại ngùng. Mà riêng về Phật tử tại gia thì tôi xin nhắc lại một lần nữa là Phật tử tại gia có những người tu sai lầm rất là đáng tội nghiệp. Ăn chay thì ăn chay thường, mà đạo lý thì học không nổi, hoàn toàn học không nổi. Có những người như vậy. Cả như kinh điển của tôi này nè, có những người mà cũng gọi là trong hàng Phật tử mà tôi đã biết rất kỹ, quý tôi thì vẫn quý, nể kính được cũng đủ mặt như mọi người Phật tử quý đã vậy. Nhưng mà kinh điển của tôi lòng nửa cuộc anh cũng không nghe nổi, chứ đừng nói một cuộc, nghĩa là nghe không nổi. Và ăn chay trường kỹ lưỡng nha, mà đi mua cá, đi mua thịt, đi mua tôm, đi mua lươn, đi mua ếch, đi mua cua về cho con và cho cháu ăn vân vân dài dài, điều đó vẫn cứ làm. Mà làm chủ tịch làm để nấu nước ăn là còn cách đã cho người này ăn đi, ăn nhiều đi, ăn đi. Thế thì cái tôi như vậy, tôi nhìn tôi thương, tôi xót xa hết sức, mà không làm sao dài được, không làm sao nhắc nhở giúp đỡ gì được hết. Tôi thường tự nghĩ rằng là ở thế gian á, có những cái bệnh đi tới bác sĩ chạy. Cái bệnh trực thân đó là đi tới bác sĩ chạy là hết cứu. Còn ở đây á, là cái bệnh đây là một dịch bệnh của tâm linh. Mà tới thầy thuốc chuyên về tâm linh, tới bác sĩ chuyên về tâm linh, bác sĩ này cũng chạy luôn. Không thôi bỏng. Đến bệnh đó, đến bệnh nhất là đó, nhưng mà cho thuốc gì là cũng không chịu uống. Bao nhiêu là dĩ những lập trường của mình là uống theo cái thuốc của mình và làm theo ý của mình, mà thuốc bác sĩ mình cho không uống thì coi như bác sĩ chạy, chạy không chịu được, không giúp gì được. À, cho nên là trong cái số Phật tử của chúng ta đừng có lầm về cái việc đó. Mà bây giờ tôi muốn nói là các vị là cái người mà tôi ngăn thừa đó mà, thì đói ăn phát uống đừng có ngại ngùng nhất, nghĩa là không cần đi chơi trường đâu. Tôi không khuyên các vị ăn chơi trường để làm gì hết. Tôi đã từng ví dụ người ta chạy marathon ở chạy cái nhóm một mà hy vọng rằng mình đạt trúc thì mới nỗ lực mà chạy, chứ mình chạy cái nhóm thứ ba thứ tư mà nỗ lực mà chạy, chạy để làm gì? Chạy tôi nói xíu ra bên bề lề đường đi nữa cũng không có được cái cực kỳ, cái này vỡ mệt cả. Thế thì khi bạn ra trường là các vị phải tu theo cái hạnh xuất gia mà thật là nghiêm túc, các vị hành đạo bát đạo thật nghiêm túc rồi thì các vị ra trường, cái đó nó mới tăng thêm cái giá trị để các vị đạt cái cấp vô thượng bồ đề. Chứ các vị chạy ở cái nhóm thứ năm mới cần marathon chạy việc giả, và nhóm thứ tư thứ năm thứ ba ta đi thì là tới lúc ta làm gì? Thôi chứ bạn cứ lấp tắp vậy gì chạy gì nói chuyện sao vậy? Ta tới, ta giật cấp, giật giải gì, ta giật cùng mình, chạy lúc xúc đất đất, chạy về tới, chạy thua. Chạy ra rất chi, lỡ nó sửa chết rồi sao, vô ích. Thế thì là các vị tại gia tu ngủ gói và thiện, các vị cứ mua đồ ở ngoài, ngoài phố, ngoài chợ đó về mà chào, mà nấu, mà làm ăn bình thôi. Chỉ có cái điều là đừng có tránh được cái cắt cổ, cái nhổ lông, để mà làm cho cái nỗi đau khổ của những cái loài vật mà mình thấy mình thương, mình xúc động, mình nhát, mình không dám làm mà phải ngán mà làm đó. Cái đó nó tổn thương cái lòng từ bi của mình, vì nó tổn thương lòng từ bi của mình. Nhân lượng mình làm những cái điều mà mình không bao giờ muốn là nó tổn thương, là nó làm cho mình đau khổ.
Do vậy cho nên là người ta ra là cứ mua đồ của xã hội người ta làm sạch ăn. Hoa dung như phường, đó thì ăn khác uống chẳng có gì cả. Đó là điều mà tôi nói thẳng mà tôi không hề ngại ngùng. Tôi nói thẳng như vậy nó hợp với kinh điển là tôi là vô cầu thắng bá thí mà tổng thủ thắng trị tai. Các vị không cần bá thí nếu các vị hoàn toàn không có tham, không có tham lam chiếm đoạt của người là của mình, của xã hội về là từ mình, thì các vị không bố thí mà coi như các vị đã bố thí rồi hết rồi đó. Đó là cái gì không tham. Còn giữ gìn thân thể ý phép cho chân thật thì hơn là ăn chay trường, mà miệng thì không giữ gìn về cái giọng ngôn ý ngữ luôn thì ác khẩu, thân thì cũng không giữ gìn về chuyện mà phát đạo danh, ý thì cũng không hạn chế những cái vọng động, cái tư tưởng bất chánh. Cho nên giữ gìn thân khẩu ý, kiểm tra thân khẩu ý thì hơn là cái bậc cánh thủ thánh trì tài. Giữ gìn một cách cẩn mật, nghiêm túc về thân, về khẩu, về ý, và để ý cái tính niệm để mà giữ gìn mà kiểm tra được cái hành động của thân nghiệp, khẩu nghiệp, về ý nghiệp thì hơn là anh chạy trường. Còn anh chạy trường nó có cái giá trị của nó là khi nào mình chạy marathon mà cái nhóm thứ nhất để mình giúp cúp thì mình nên chạy nút. Và tu mà Bồ Tát hạnh mà nó đạt tới cái trình độ cao thì mới nên ăn chay trường, để cho nó trọn cái lòng đại từ, đại bi, đại hi, đại xã, để mình đạt dứt được cái phần thổ là cái cúp vô thượng bồ đề. Còn mà chưa như vậy thì khoan đừng. Cho nên nói ăn khát uống đừng có ngại, có tội gì đâu mà sợ. Đó là cái xã hội của người ta, nhân thừa của người ta đã sống như vậy. Tôi nói như vậy là các vị nói tôi nói sao vậy, sao dám nói vậy hả? Có gì nào không dám? Đức Phật chưa kia màu tu với cậu bồ đề có ăn chay trường đâu, mà tôi tới nhà thành Phật, thành Phật rồi cùng các hàng bên năm đi các tỉnh mấy ngày có ăn chay trường đâu, mình vẫn nghe mình vô thượng bồ đề, vẫn là ở trong vô thượng niết bàn. Vấn đề là mình không có trực tiếp làm tổn thương tới cái lòng đại từ đại bi của mình. Còn có người còn hỏi nữa, giáo sư người ta đặt câu hỏi, ủa nếu như pháp sư mà nói như vậy thì sự đau khổ của con heo, con gà, con bò, con trâu mà người ta giết kia thì sao? Đây con em đã mát rồi chợ, tất nhiên là nó phải chết, nó đã bị ai đeo cái chết đó rồi, nghe nó có ta đem bán chứ. Vậy thì tôi cái lúc mà nó chết kia cũng đau khổ vậy à? Có người tập xong tới tầng hỏi tới cái đó thì xin trả lời là đây là cái này hơi găng à nha. Đức Phật Thích Ca là con người, giải quyết cái nỗi khổ của con người. Đức Phật ra đời là nhằm khai thì cái Phật hay thì cái Phật cho chúng sanh ngộ, thì cái Phật nhận nhất, thì cái Phật là vì con người chứ không phải là vì xuất vật. Còn cái chuyện của xuất vật nó đau khổ, chuyện của nó đâu biết. Đức Phật Thích Ca không phải là xuất vật, cho nên Đức Phật Thích Ca không hề đặt vấn đề có tâm niệm. Đó, nói chuyện ngồi mới nói vậy. Đức Phật Thích Ca không có tâm niệm với xuất vật, mà Đức Phật Thích Ca là cái hoài bảo của Phật Thích Ca là khai thị ngộ nhập học thi kiến cho chúng sinh là con người. Còn cái việc kia đó là cái việc mà xã hội nó tự nó thanh toán lẫn nhau, mà mình không biết nó cũng biết nhỏ hết sao. Cái này qua thế giới tự do, thế giới máy này, các vị sẽ thấy rằng trên đời này là hình như là cái quy luật của vũ trụ nó vậy, nó thanh toán môi trường, nó làm cho sạch sẽ gọn gẽ, mà mình không thanh toán là nó cũng thanh toán cho nhau. Vì vậy cho nên là rõ ràng mình phải xác định rằng cái Phật Thích Ca là người, là ra đời để mà giải quyết, hướng dẫn con người sống bình an hạnh phúc cho con người, chứ không phải là có trách nhiệm với tất cả những loài súc vật. Tuy nhiên vì cái lòng từ bi mà lòng thương, mà khi mà thương con người thì mình thấy những cái con vật nó chết mình cũng thấy nó có cái sự đau khổ của nó chứ. Mình nói ví dụ như tôi có nuôi trong nhà, tôi có con mèo mà con chó nó cắn con mèo nó chết một đêm, cho tới ngày sau mà nó không chết được, tôi đau vô cùng, muốn đập dùm cho nó chết, cho nó ngon chất gọn cái này mà không nỡ làm.
còn trẻ như vậy là nó cưới nó thở nó hùng hục hát hục hát dành dật mình thấy mình rất là đau. Thế thì là mọi người ai cũng có cái lòng thương đó hết, nhưng có cái điều là Đức Phật là con người là cho nên là giải quyết cái nỗi khổ của con người là tất, còn của nó là xuất gia. Nếu là mình không có trực tiếp mà mình làm đau khổ cho nó thì được rồi. Do vậy cho nên là Phật tử tại gia có điều kiện mà ăn chay thường thật sự mà sức khỏe dồi dào thì tốt, nhưng mà đã ăn chay thường phải ăn chay là phải làm cho đúng nha, đừng có đem đồ về mà làm cho người khác ăn. Một cách tôi nói nãy đó là lại đem về mua về để ép người khác ăn, cho con cho cháu cho thân nhân mình ăn, làm như vậy là tội nghiệp mình thôi. Vẫn tới là bao nhiêu những cái đồ là thịt cá ước dục đó mà mình không có nhờ được mà mình làm cho người khác, cái đó không nên. Thế thì cái nói chỗ đó thì nó là một sự thật mà có kỳ lạ mà nó không có được. Có những người nói không, thành ra chịu cực một cách không cần thiết. Cho nên bé thì ăn, chết thì uống. Vậy mình chỉ vậy là ngã thể vẫn tư thì đòi còn chi. Học tính pháp hành, tính pháp sống ra cái pháp này đó. Mình nhìn mình thấy rằng là giảng pháp ra không rồi thì cái ngã thể này đã không. Cái bản ngã của mình mà đã là không. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Thì các cái thứ vật chất ở bên ngoài, ở ngoài đời đó là đương nhiên là nó không có thật rồi. Các hành pháp luật vô thường chi phối hết. Các cái pháp gọi mình nhìn trước mắt là hành pháp luật vô thường chi phối hết. Trong đó